Ê, tô phở gà. Mình mua cái con gà tre này nó không có màu. Mình để một tí nghệ vô mình pha màu cho nó nè. Rồi con gà tre này là gà trống đó nha. Nhưng mà cái trứng này mình mua của con gà mái. Ăn chung với giá trụng nè. Với lại rau. Quế, rau ngò gai. Ra một màu ôm rồi mời các bạn ăn phở gà với hai vợ chồng mình, xin mời nha. Xin chào cả nhà, hôm nay mình mua được con gà tre nè. Mình sẽ làm món phở gà. Phở gà thì mình có cái gia vị để nấu phở nè, rồi củ hành để làm cho thơm, cái nồi nước súp nha. Ăn cùng với lại rau rau ăn phở đó, ngò gai, ngò gai mồi ôm với lại quế. Rồi khi yêu thích cái món phở gà mình đưa lên, mời các bạn cùng vào bếp làm với mình nha. Rồi xin mời. Trước tiên thì mình rang cái gia vị để mà nêm phở nè, có hạt ngò, tiêu, thảo quả, quế với lại tay hồi. Mình nướng củ hành nè, củ hành tây, củ hành tím với lại gừng. Hai cái mình cũng đã luộc xong rồi đó các bạn. Mình đã chuẩn bị hành nè, với gừng, với hành tím. Rồi con gà mình cũng làm sạch sẽ rồi đó nha. Giờ mình cho nồi nước lên nè. Cho nồi nước mình thả mấy cái lên mình cho nó ngọt. Nó ngọt này súp đó. Rồi cho con gà vô luôn. Mình thả mấy cái này vô là mình chưa có mở lửa đâu nha. Mình để vậy nó mới ngọt nước. Rồi mình thêm củ hành này nãy mình nướng rồi đó. Với gừng nè. Với hành tím. Rồi mình cho thêm nước mới được, nhiêu nó không đủ. Rồi sau nữa là mình cho thêm một miếng muối nè, nửa muỗng cà phê muối, nửa muỗng cà phê bột ngọt. Nãy mấy vị phở nãy mình rang rồi đó, giờ mình cho vô cái lòng này nè. Lát hồi nó sôi rồi mình mới để cái lòng này vô nha. Con gà mình nó chín rồi mình vớt ra nha các bạn. Giờ mình để cái lòng gia vị vô nè. Rồi mình thêm lá chanh với lại củ cải trắng cho nó ngọt nước nha. Tiếp đến mình để mấy quả trứng vô. Con gà này gà trống nhưng mà mình trứng này mình mua lẻ ngoài nha các bạn. Rồi nồi súp mình cũng chín rồi. Bây giờ mình nêm gia vị vô 3 muỗng cà phê đường phèn nè, 2 muỗng cà phê bột nêm gà, 1 muỗng cà phê bột ngọt. Lát hồi mình nếm lại, nếu mà vừa thì thôi, còn không vừa thì mình sẽ nêm nếm sau nha. Cái này là theo công thức gia đình mình ăn. Để con gà có cái màu vàng đẹp, mình cho pha một miếng bột nghệ. Giờ mình quét lên con gà nha. Rồi, xin mời. Xin mời các bạn dùng phở gà với hai vợ chồng mình. Rồi, xin mời các bạn nha. Tương. Cái mùi nó hắt lên, nó làm đói bụng quá.
đường đói bụng mà làm cho mình muốn ăn liền. Cái mùi gì chứ, cái mùi phở là bí rũ lắm, hấp dẫn. Không có trốn vào đâu được hết. Giờ mình ăn cái trứng trước nha. Bình thường hấp cái nước dùng trước. Quan trọng cái nước đó. Ngon, ngon quá, quá ngon. Đậm đà hương vị phở luôn. Vừa ăn vô nó thơm cái mùi gì phải không, mùi lá chanh, nó hừng lên cái mùi của nước phở. Quá ngon, quá ngon. Tuyệt vời, tuyệt vời. Ngon quá. Thịt mình luộc thì cũng vừa nè. Đây, gà trống mà có trứng. Gà tre trống mà có trứng. Rồi trống tre, rồi tre trống. Đang đói bụng ăn xì xa xì xập luôn. Gà này gà tơi, thấy cái da nó mỏng dán nè, ruột cũng mau mềm nữa. Bán đồ đó. Không biết có em nào có nói cô ơi cô mở mở tiệm bán không? Cái này không thể nào thiếu miền Tây nè. Còn rồi quên rồi đó, lỗi hành. Lỗi hành nãy em múc đó. À đây đây, không thể nào thiếu nha các bạn. Có đúng bài bản mà chưa nóng lắm, đầy đủ hương vị nè, còn lỗi hành nè, tại để sớm nó quay quá chân. Vời, tuyệt vời. Công nhận cái mùi lá chanh đó ảnh hưởng với anh. Cũng hưởng vậy sợ ha. Ăn vô cái nó thơm, nó tăng lên thơm phức luôn. Cái phần hấp dẫn của cái tô phở. Gà chấm với tương. Phải chơi luôn. Rất là ngon. Chút tương, ớt. Đó. Quá ngon. Hấp dẫn. Anh ăn anh có để ý gì không? Da nó giòn. Hồi nãy mình vớt ra mà lay quay rồi mình không có để không có quay. Mình vớt gà ra là mình thả vô nước đá lạnh đó. Và da nó giòn. Ăn giòn sụp sụp luôn. Và ăn cũng già. Ha. Giòn thiệt đó. Có đó cái mèo nhỏ. Quá ngọt. Ngọt không hả?
Cột dầu. Mình xin dừng ở đây nha các bạn. Rất cảm ơn các bạn đã đến ủng hộ cho kênh của cô Mai. Chúc các bạn mình lúc nào cũng dồi dào sức khỏe và thành công trong cuộc sống nha. Rồi, xin chào.